ước nhà cao cửa rộng à? Thôi, nhà cao, leo cầu thang mệt lắm, tao già rồi, không còn đủ sức, cửa rộng gió vồn lôi nhiều, trúng gió thì chết con ơi. Để coi cái gì đây ta? Ông đi tới đi lui trong nhà rồi bất chợt đứng dừng lại trước mặt của bà Năm hỏi lớn. Bà muốn nói gì đi, tôi ước cho. Bà Năm luống cuống, thôi, tôi không cần biết gì hết, tôi chỉ cần gia đình mình bình an thôi hà. Thấy ba già đỏ, Tú phụ họa. Đâu mình thử ước hen, nếu linh ứng thì gia đình mình giàu có, tên tuổi hạnh phúc. Ba hãy ước làm vua đi, làm vua ba sẽ giàu có quyền uy, sẽ được phép có nhiều vợ. Nói xong cậu chạy quanh bàn ăn và bà Năm đuổi theo, toàn ký vào đầu cậu con trai vì cậu câu nói đó. Ông Năm lại nhìn bức tượng với vẻ bán tín bán nghi, lẩm bẩm: Tôi chưa biết phải ước gì đây, kể ra thì đời tôi thế này cũng là đầy đủ rồi, chẳng thiếu thứ gì. Cậu con đến bên cạnh cha nói: Bây giờ nếu có thêm một ít tiền xài chơi thì ba thích lắm, vậy ba nên ước là có vài trăm triệu á. Người cha cười dễ dãi như chiều theo cậu quý tử, rồi cầm bức tượng đưa lên cao vẻ trịnh trọng. Ông nhau mắt về phía vợ và đang ngồi bên ấm trà, bà rót ra một ly rồi uống cạn. Ông chồng dõng dạc nói to lên: Ước gì, tôi có trong tay 100 triệu. Bà Năm lại rót thêm một ly nước rồi uống ực một hớp. Bà cào nhào: Tôi nói ông mà ông không có chịu nghe, ước tầm bậy tầm bạ rồi có gì xui rủi thì đừng có trách sao tôi không can ngăn. Cái bà này nói chuyện gì đâu không à, làm như nó linh ứng thiệt vậy không bằng. Ông Năm nạt vợ, nhưng liền sau đó ông Năm kêu lên: Ý trời đất ơi, nó nhúc nhích. Vừa lạ lùng, ông Năm vừa nhìn cái đuôi con khỉ tự đang cử động. Ông nói tiếp: Khi nãy tôi có ước lại trông thấy cái đuôi con khỉ nhúc nhích bàn tay tôi như có một con rắn vậy, rõ ràng là điều tôi ước đã được ứng nghiệm. Cậu con cầm bức tượng lên đặt trên bàn nói: Nhưng con đâu thấy nó nhúc nhích gì đâu, cũng chưa thấy có tiền, và con bảo đảm là số tiền đó sẽ không bao giờ đến với ba đâu. Bà Năm hoang mang bảo chồng: Ông ước chuyện gì không? Ông Năm lắc đầu: Chỉ là trò đùa thôi mà, bà đừng có lo lắng làm gì. Nhưng dù sao bây giờ tôi cũng hơi tin những gì thằng Đông nói. Tú trêu chọc ba: Con tưởng ba của con cứng cựa lắm ai dè, mới cầm bức tượng mà đã tin rồi. Riêng con thì chừng nào con thấy có mặt 100 triệu rớt vô nhà mình con mới tin. Ông Năm cười khà khà, cầm bức tượng đặt trên bàn thờ của con trai lớn. Ông lại bàn ngồi uống nước, hai chân nhịp rung rung. Thôi, dẹp chuyện bức tượng qua một bên, giờ lo làm ăn đi. Thằng Tú kiếm cái gì đó bỏ vào bụng, rồi ra làm cho xong cái đám cỏ dại ngoài vườn. Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của mày rồi đó. Làm xiết xiết lên con, chứ không thôi ngày mai mày lên công ty làm, bỏ một mình má mày sao được. Quay nhìn bà Năm, ông nói tiếp: Còn bà đi kêu lái xuống coi mấy cây mận bán hết đi. Mưa gió như vậy mà cứ để như thế thì nó rơi hết là tiếc đó. Rồi không nữa thì nó sinh sâu bệnh. Bà Năm lầm chồng: Ông cắt đặt tôi với thằng Tú, còn ông ở nhà ngồi rung đùi chắc. Ông đi kêu lái đi, tôi phụ làm cỏ với thằng Tú cho nó xong. Một mình nó không thể làm hết nợ nội bữa nay đâu. Nghe vợ nói, ông Năm hất đầu: Cái bà này lại chưa, tôi có công việc của tôi chứ. Rồi ông cười hề hề nói tiếp: Hôm nay bà lại sanh chứng nặng nhẹ chồng rồi đó hử. Bà Năm lườm chồng một cái, không thèm trả lời, quay ngoắt xuống bếp lo bữa sáng. Bà Năm dọn bữa cơm sáng lên bàn, cả nhà quây quần vui vẻ. Bên ngoài trời lại sắp chuyển mưa, gió gào dữ dội hơn bao giờ hết. Cánh cửa sau nhà bị gió đập kêu rầm rầm. Tiếng động đó khiến bà Năm cảm thấy lo sợ không đâu. Ăn xong, trước khi ra vườn làm cỏ, Tú còn quay lại chọc ba: Con hy vọng ba sẽ nhận được số tiền 100 triệu mà ba ước. Số tiền đó được đựng trong một cái túi lớn do một con gì ghê gớm như là con cọp beo chẳng hạn tha lại cho ba. Cậu ta cười khúc khích rồi tiếp: Hoặc là chút nữa gió cuốn tiền thả vô nhà mình ba hen.
Ông Năm cười hành hạch. Ôi sao, ba cái chuyện tầm sàm mà. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, bà Năm mỉm cười trước những điều lo sợ hoang đường trong đêm qua. Suốt đêm hôm qua, bà cứ vơ vẩn nghĩ về bức tượng rồi lại nhớ đến con trai, chằn chọc mãi đến gần 2 giờ khuya mới chụp được mắt. Bà lau dọn bàn ghế, khi cầm bức tượng lên ban thờ con, bỗng dưng bà có cảm giác bất an. Bà hoảng hốt đặt nó vội xuống, đứng nhìn nó chân chân. Tú trông thấy mẹ có vẻ sợ hãi nên nói: con nghĩ anh Đông này mê tín dị đoan quá ấy, vậy mà cả nhà mình cũng chịu khó lắng nghe, thật là vô lý. Vào cái thời buổi này thì làm gì có những chuyện ước nguyện như vậy. Mà nếu có chuyện này thì số tiền 100 triệu của ba ước hôm qua đâu không thấy chứ. Nó đến tay của ba bằng cách nào, mẹ đừng có lo sợ viển vông. Ông Năm xen vào: chắc là từ trên trời rơi xuống quá à. Tới lúc đó thì ba lại tiếc sao mình không ước nhiều hơn thôi. Tú cười. Bà Năm nói: cậu Đông quả quyết là có điều ước nguyện đúng hiện thực, một cách lạ lùng ngoài dự đoán của con người mà. Thôi má ơi, hơi đâu mà tin. Sau khi ăn xong, Tú đứng lên: con đi làm đây, nếu có tiền đến thật thì ba hãy giữ nguyên trước khi con về nghen. Con lại đang lo sợ số tiền đó sẽ biến ba thành một ông già ki bo bủn xỉn mất thôi. Hay là ba để cho má với con giữ tiền dùm ba đi. Bà Năm cười trước câu nói đùa của con. Bà theo Tú ra cửa rồi quay trở lại bàn ăn. Bà có vẻ vui tươi trước thái độ thoải mái của ông chồng sáng nay. Ông Năm, bà Năm ơi, có nhà không? Nghe tiếng của người bưu tá gọi vang từ ngoài cổng, bà Năm chạy nhanh ra, tim đập liên hồi vì nghĩ có lẽ số tiền kia đang đến. Nhưng bà chỉ nhận được giấy gọi Tú đi khám sức khỏe. Bà vừa mừng vừa lo vì thấy điều ước chưa linh nghiệm. Tâm tư của bà lúc này thật rối bời. Bà nghĩ nếu tự nhiên mà trong nhà có được một số tiền lớn thì ai mà không thích không ham. Chỉ ngại một chỗ vì theo lời của Đông nói là không bao giờ bức tượng tha cho gia đình người thực hiện lời ước nguyện. Bà đã mất đi một thằng con trai, giờ đây bà không còn ước nguyện những điều cao xa nào hết. Bà chỉ mong chồng và con trai, cả gia đình bà được yên ấm mạnh giỏi. Vậy là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng vì tò mò nên bà cũng hồi hộp trông chờ xem sự thể ra sao. Đến bữa ăn chiều vẫn không có gì mới lạ. Bà Năm lẩm bẩm: chẳng lẽ những gì thằng Đông nói là không đúng sao? Ông Năm rót trà vào ly nói: thật tình thì tôi không tin là bức tượng đó có phép màu. Nhưng có một nguyện chuyện lạ là cái đôi khỉ cứ động khi là tôi nắm nó trong tay. Thiệt đó bà, tôi cảm giác rõ ràng lắm. Bà Năm lo lắng: có khi nào tại ông giàu óc tưởng tượng không? Ông Năm nhấn mạnh: tôi không tưởng tượng, mà tôi biết rõ ràng nó cử động. Bà Năm không đáp. Bà chợt nhìn một người lấp ló bên ngoài đang có những cử chỉ khác thường. Người ấy nhìn đăm đăm vào nhà, nhưng như có do dự nửa muốn nửa vào không muốn. Ông ơi, ông nhìn xem ai trước cửa nhà mình kia, quen hay là lạ vậy ông? Tuy không thấy rõ, sao mà cứ lấp ló ngoài cổng hoài chi vô? Theo tay bà Năm chỉ, ông Năm thấy người đứng trước cổng hoàn toàn xa lạ. Người đó ăn mặc đàng hoàng lịch sự, không giống người dân trong vùng, mà giống như mấy người làm việc ở nhà nước trên huyện vậy. Mấy lần người đó đứng lại trước cổng rồi tiếp tục đi, đến lần thứ tư mới chịu đưa tay, cương quyết đẩy cánh cổng tre để bước vào con đường lát bê tông đưa tới trước cửa nhà của ông bà. Bà Năm vội vàng châm nước mời khách. Ông Năm mời khách ngồi ghế nhưng người khách có vẻ không được tự nhiên. Người đó thường nhìn chụp ông bà và lơ đãng nghe bà giải thích vì sao trà không được nóng lắm. Ông Năm không dám hỏi ngay lý do cuộc viếng thăm của khách lạ. Một lúc sau ông khách mới nói: thưa ông bà, tôi được người ta nhờ đến đây. Khách im lặng một lúc rồi tiếp: tôi từ công MNM tới đây. Bà Năm giật mình hồn hển hỏi: có việc gì không? Thằng Tú nhà tôi có chuyện gì? Ông Năm xen vào: bà nên bình tĩnh, mời ông dùng nước.
chúng ta nên thong thả. Tôi nghĩ ông không mang tin dữ đến cho chúng tôi, phải không vậy? Vừa nói ông vừa nháy mắt với khách lạ, ra hiệu đừng nên làm vợ ông hoảng hốt. Ông khách ấp úng: Tôi rất tiếc. Bà Năm vẫn không an tâm: Con tôi bị thương? Khách lạ gật đầu ôn tồn nói: Dạ phải, cậu Tú bị thương nặng. Ngắc ngứ một chút, người lạ tiếp tục: Nhưng giờ thì cậu ấy không cảm thấy đau đớn gì hết. Bà mẹ chắp hai tay lại kêu lên: Mô Phật, cảm ơn trời Phật đã giúp con tôi. Bà Năm chưa dứt lời, bỗng thấy khuôn mặt buồn thảm của người khách lạ. Bà níu lấy tay của chồng để giữ bình tĩnh. Im lặng một lúc lâu, khách lạ nói thật nhỏ: Cậu Tú bị kẹt trong buồng máy. Ông Năm lặp lại câu nói ấy như một tiếng vang: Kẹt trong buồng máy? Trời ơi, con tôi nói sao rồi ông? Người lạ cúi đầu thật thấp: Cậu ấy qua đời rồi. Ly trà trên tay của ông Năm rơi xuống vỡ tan. Ông run run không nói nên lời. Bà Năm thì cứ đứng há hốc miệng, chừng như chưa cảm nhận, chưa hiểu hết những lời người lạ nói. Trời ơi! Cuối cùng ông Năm bật ra được một tiếng rên. Rồi ông nhìn ra cửa sổ, siết chặt bàn tay vợ. Ông Năm nói với khách lạ, giọng thật buồn: Thằng Tú là đứa con duy nhất còn lại của chúng tôi. Nó chết rồi, chúng tôi thật là bơ vơ. Chúng tôi biết sống sao đây? Khách lạ ho mấy tiếng, đứng lên rồi từ từ bước về phía cửa sổ. Ông ta nói: Công ty phải tôi đến đây để tỏ lời phân ưu với ông bà về tai nạn đáng tiếc vừa qua. Khách nói một hơi không nhìn đôi vợ chồng già, tiếp tục: Tôi chỉ là nhân viên của công ty. Xin ông bà hiểu cho tình thế của tôi. Hiện nay thi thể của cậu Tú đang ở nhà xác của bệnh viện. Xin ông bà giảm bớt nỗi đau đớn mà đi theo tôi lên đó là một số thủ tục, rồi đón cậu Tú về. Xe công ty đang chờ ông bà ở ngoài con đường lớn. Không ai trả lời, gương mặt của bà Năm tái xanh, mắt như đứng tròng, và hơi thở của bà chỉ còn thoi thóp. Còn ông Năm thì có vẻ xa vắng, mất đi tính nóng nảy của ngày thường. Khách lạ nói tiếp: Công ty MM không nhận trách nhiệm trong tai nạn này. Nhưng vì cậu Tú đã giúp việc lâu năm cho công ty, nên công ty quyết định gửi đến cho ông bà một món tiền gọi là... Ông Năm buông bàn tay của bà vợ mà ông đang nắm, nhìn khách lạ với đôi mắt đầy kinh hãi. Bao nhiêu? 100 triệu. Người lạ vừa dứt lời, bà Năm đã ngã nhào xuống bất tỉnh, còn ông Năm đứng im như chờ chồng. Trong mảnh đất phía sau nhà, dưới vườn cây rộng thanh thang, cách nhà độ hơn 200 thước, hai vợ chồng già ngày nào cũng ra ngồi bên nấm mộ con trai. Hai chiếc bóng liêu xiêu đổ dài trong nắng chiều vàng vọt. Từ sau đám tang của Tú, họ trở về nhà sống âm thầm như hai chiếc bóng. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến họ chưa kịp ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Nhất là bà Năm, chừng như bà chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này. Bà vẫn mong thằng Tú sẽ đột ngột xuất hiện trong nhà, nói cười tỉnh tươi như mấy hôm trước. Bà vẫn ở trong tình trạng chờ đợi, hy vọng một cái gì đó xảy ra để cho nhẹ bớt được phần nào gánh nặng sâu nặng, đau quá trong nỗi đau của hai vợ chồng già. Nhưng ngày lại ngày thấm thoát qua, và niềm hy vọng mơ hồ của bà trở thành tuyệt vọng. Hai người sống âm thầm, cả ngày không ai nói với ai câu nào, họ chẳng còn gì để nói. Cho nên ngày tháng đối với họ thật dài, dài không chịu nổi. Một tuần sau, ông Năm giật mình thức giấc vào lúc nửa đêm. Ông quay sang và chỉ thấy chỉ một mình trên giường. Gian phòng tối đen, chỉ có tiếng khóc nghẹn bên cửa sổ. Ông ngồi dậy lắng nghe một lúc rồi bảo: Bà ơi, bà vào đây, ở đó coi chừng trúng sương trúng gió. Bà Năm khóc hòa tức tưởi: Nhưng con tôi còn lạnh hơn tôi nhiều. Ông Năm vẫn còn mê ngủ. Ông nằm xuống chiếc giường êm ấm, nhắm mắt lại. Ông đang mơ màng
thì nghe tiếng bà vợ hét lên thật hãi hùng. Ông lồm cồm bò dậy thì nghe tiếng bà Năm la tiếp: "Bức tượng đồng đen, bức tượng đồng đen!" Ông Năm hỏi: "Cái gì? Bà muốn làm gì?" Bà Năm thất thểu tiến về phía ông: "Tôi muốn thấy bức tượng đồng đen đó. Ông đã hủy bỏ nó chưa?" "Chưa, tôi vẫn để nó ở trên ban thờ. Nhưng bà nơi đó làm gì?" "Tôi cần phải ước một điều." Ông Năm kêu lên thật dữ: "Trời ơi, bấy nhiêu đó còn chưa đủ sao?" Bà Năm cũng to tiếng không kém: "Chưa, tôi vẫn chưa ước điều gì mà. Ông ra đó lấy vô cho đây. Nhanh, nhanh lên, nghe không? Và ước cho thằng Tú sống lại." Ông Năm ngồi dậy, vứt mền sang một bên hoảng hốt: "Trời đất, bà có điên không?" Nhưng bà Năm vẫn cương quyết: "Mọi việc là do ông, tại ông tất cả. Tôi đã cố ngăn cản ông, nhưng ông không nghe. Ông giết con tôi rồi. Con ơi là con!" Bà Năm ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm mặt khóc hu hu. Mới có mấy ngày mà bà trông già hơn chục tuổi. Bà lết tới bên giường cào cấu ông Năm: "Ông đi lấy ngay cho tôi, rồi tôi còn ước con mình sống lại. Tôi không thể sống nổi nếu nó vĩnh viễn không quay về." Ông Năm bật lên quẹt lửa tắt ngọn đèn và bảo: "Bà nên đi ngủ đi. Bà không biết là bà đang nói gì đâu." Bà Năm vẫn không chịu thua: "Ông đã làm cho nó chết thì ông phải làm cho nó sống lại. Ông đi đi, đi nhanh lên đi." Tiếng của bà Năm chu chéo, tiếng khóc giữa đêm vắng lặng nghe càng thêm phần ai oán não nùng. Ông Năm lẩm bẩm: "Đó là sự ngẫu nhiên." Bà Năm rè lên: "Ông có đi nhanh không? Và ước y như tôi nói không? Ông không đi thì tôi đi. Tôi đi cứu con trai của tôi." Ông Năm đành đi ra khỏi phòng trong đêm tối, mò mẫm vào phòng khách. Đến bên bàn thờ, ông sờ soạng tìm và thấy bức tượng vẫn nằm y chỗ cũ. Một sự lo sợ đang xâm chiếm tâm hồn của ông. Ông sợ khi có con trai sống lại, cậu sẽ sống sao đây với thân thể bẹp nát gần như gãy vụn trong buồng máy. Với sự lo lắng đó, ông toát mồ hôi, lò mò mãi mà không trở về phòng được. Nét mặt của bà Năm đổi sắc khi ông Năm bước ra phòng ngủ. Ông Năm cảm thấy sợ và cả bà vợ của mình. Bà Năm hét lên: "Ước đi!" Ông ấp úng nhưng bà vợ lại quát: "Ước đi!" Ông Năm nắm chặt bức tượng trong tay: "Tôi ước con tôi sống lại." Ông Năm cảm thấy cái đuôi của con khỉ đang ngo ngoe trong lòng bàn tay mình. Hoảng hốt, ông buông rơi bức tượng lên xuống nền nhà. Hai vợ chồng già chăm chú nhìn bức tượng một lúc, tâm trí như đặt hết tin tưởng vào phép lạ. Một lúc sau, bà Năm tiến lên bên cửa sổ, vén màn lên. Bà đứng đó nhìn ra ngoài chờ đợi thằng Tú yêu quý của bà sống dậy trở về. Ông Năm ngồi bất động trên ghế, ông cảm thấy khí lạnh thấm vào cơ thể nhưng vẫn ngồi yên, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bà Năm đang nhìn lom xom ra phía ngoài vườn. Ngọn đèn trao qua trao lại ném những mảnh ánh sáng chập chờn trên trần lên tường. Cuối cùng, khi một cơn gió bất chợt thốc vào, đống lửa bỗng lóe lên lần chót rồi vụt tắt. Ông Năm thấy rợn người, chỉ biết hy vọng bức tượng sẽ không đem lại linh nghiệm cho lời ước thứ này của ông. Ông trở về giường nằm. Một hai phút sau, bà Năm cũng đến ngồi bên ông. Không ai nói với ai câu nào, cả hai nằm im nghe lắng tiếng tích tắc của đồng hồ, nghe tiếng gió xào xạc ngoài sân, nghe lòng đang cuồn lên niềm đau tê tái. Trong sự im lặng của đêm, bỗng nghe dường như có tiếng cọt kẹt xuất phát từ phía cửa nhà bên. Tiếng chuột chạy sát chân tường, bóng tối như đè lên người khiến ông Năm ngột ngạt khó chịu. Sau khi nằm dáng một chút để lấy can đảm, ông Năm lấy hộp quẹt bật lửa lên châm vào cây đèn bóng lù mù, đi xuống bếp để tìm một cây đèn khác. Đúng vào lúc đó, ông nghe có tiếng gõ cửa thật nhẹ, lén lút, cho nên tiếng động rất nhỏ, gần như chỉ đủ lớn để ông Năm nghe thấy. Hộp quẹt rơi khỏi bàn tay của ông Năm. Ông đứng chết sững, hơi thở của ông ngừng lại
cho đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Bấy giờ ông mới quay lưng lại để chạy về phòng ngủ, đóng cửa thật nhanh. Một tiếng gõ cửa thứ vang lên động khắp nhà. Bà Năm giật mình kêu lên: "Cái gì vậy?" Ông Năm run rẩy đáp: "Chuột, một con chuột chạy, chút xíu nữa là tôi đang đạp nó dập lép à." Bà Năm ngồi trên giường lắng nghe. Lại một tiếng động vang lên khắp nhà. Bà Năm kêu lên: "Thằng Tú về, chính thằng Tú về ông ơi." Bà Năm chạy về phía cửa, nhưng ông Năm đã tới trước bà. Ông nắm tay níu bà lại hỏi: "Bà định làm gì?" Bà Năm kêu lên: "Con trai tôi về, nó là con tôi, ông phải để tôi mở cửa cho nó vô, buông tôi ra." Ông Năm run rẩy van nài: "Không, bà không được cho nó vô nhà." Bà Năm bất bình: "Coi kìa, ông sợ cả con ông nữa kìa, hãy buông tôi ra để tôi mở cửa cho nó vô." Rồi bà Năm nói to: "Má đây Tú ơi, chờ má một chút." Lại thêm một tiếng, rồi hai tiếng gõ cửa gấp rút. Bà Năm vùng khỏi tay của chồng chạy ra khỏi phòng. Ông Năm kéo theo bà tới cửa buồng, giang tay bất lực gọi theo. Nhưng bà bất chấp tiếng gọi của ông, lao ra phía cửa. Ông nghe tiếng mở khóa và rút chốt thật khó khăn. Thế rồi tiếng bà vợ hồn hển kêu to, giọng nghẹn nghẹn, rối rít: "Còn cái chốt trên cao quá tôi không mở được, ông mau ra mở giùm đi, nhanh lên." Trong phòng, ông Năm đang quỳ xuống sàn mò kiếm bức tượng đồng đen. Ông cố kiếm được nó trước khi người gõ cửa bước vào nhà. Trong khi đó, tiếng gõ cửa vang dội liên tục như rục rã hối thúc, như có tiếng điều gì đó vô cùng cấp bách. Ông nghe tiếng bà vợ kéo ghế đặt ngay trước cửa để trèo lên mở chốt. Ông nghe tiếng chốt cửa khua lên. Cũng trong lúc đó, ông tìm được bức tượng đồng đen. Hồn hển, ông nắm nó vào trong tay, đưa lên cao nói lên lời ước thứ ba và cũng là lời ước cuối cùng. Đột nhiên, tiếng gõ cửa ngưng ngay tức khắc, mặc dầu những âm thanh của tiếng động trước đó vẫn còn vọng dội vào trong nhà. Cùng lúc, ông nghe tiếng kéo ghế của bà ở phía trước để mở toang cửa. Gió lạnh lùa vào, thổi tạt vào tận nơi ông Năm đang đứng. Tiếng rên đầy đau đớn thất vọng của bà vợ khiến ông Năm có thêm can đảm để chạy ra bên cạnh bà. Rồi như còn quán tính, ông chạy thẳng ra cổng bên ngoài. Ánh trăng vàng vọt tỏa sáng yếu ớt xuống con đường im vắng, không một bóng người. Bà Năm bất tỉnh trước thềm nhà. Ông Năm quỳ xuống bên vợ khóc không thành tiếng. Rồi như điên cuồng, ông chạy bừa ra ngoài, băng qua vườn nhãn, băng qua đám rau muống vừa lên xanh mướt sau mấy trận mưa. Ông chạy về phía hướng bờ sông. Khi đã đến bờ sông, ông Năm quỳ xuống mệt lã. Ông lấy bức tượng từ trong túi áo ra, giang thẳng tay ném nó xuống lòng sông. Ông ngước mặt lên nhìn trăng, cất tiếng gọi thống thiết: "Con ơi!" Sáng hôm sau, dân làng phát hiện ra ông Năm nằm bất tỉnh nhân sự. Họ dùng hết cách cứu chữa, cuối cùng cũng cứu ông thoát chết. Nhưng từ đấy ông đâm ra ngơ ngẩn. Căn nhà ngói khang trang dạo trước giờ hoang vắng thê lương.